Sáng ngày 2 tháng 8, Tổ đại biểu số 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, phối hợp với cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận xã Hương Hóa, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Cao Văn Quảng ở thôn Tân Sơn, xã Hương Hóa. Gia đình anh Cao Văn Quảng thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ngôi nhà mà gia đình anh đang ở được làm tạm bợ, xuống cấp nhưng chưa có điều kiện để làm nhà mới. Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Quảng, Tổ đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 gồm các ông bà Lê Nam Giang, Trương Tư Thoan, Hoàng Minh Phong, Nguyễn Thị Hà Thu, Nguyễn Văn Cả và một số mạnh thường quân đã hỗ trợ 50 triệu đồng bằng nguồn tiền cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa. Với sự hỗ trợ của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gia đình anh Cao Văn Quảng đã huy động thêm nội lực để xây dựng ngôi nhà kiên cố với kết cấu nhà cấp 4, tường gạch, mái lợp tôn, có diện tích khoảng 70 m². Hy vọng với ngôi nhà mới này, gia đình anh Cao Văn Quảng sẽ có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn sinh sống, vươn lên thoát nghèo.